Có ai mua bầu không? Em đây bán trái bầu ngon. Bầu vườn em trồng rất là ngọt, rất là ngon. Một trái 5 đồng. Ok, mọi người nhớ mua ủng hộ nha. Hôm nay em Gam cắt mấy trái bầu thôi mọi người. Đó, dễ thương chưa? Trái này là trái lớn nhất nè. Đó, còn trái này là trái dừa dừa nhưng mà chắc cũng cắt luôn rồi, nó không lớn nữa. Nó lớn nhiêu thôi à, nó không lớn nữa. Mà trái này là lớn nhất mà thấy thương quá à. Thôi cắt luôn đi. Cắt vô làm bầu luộc chấm chao. Câu ứng gì? À, nấu tôm. Câu tôm nấu với ruột bầu. Yeah, 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 dễ thương quá à. Dễ thương nha. Dễ thương không xin đi. Yeah. Yeah. Ok, cắt nữa, để đi trước đi. Bây giờ cắt luôn, trái này cắt luôn ha. Nó không lớn nữa đâu ha. Nè, chắc nó không lớn nữa, nó nhiều thì thôi á. Cắt luôn thôi rồi đi. Đó. Yeah. 2 trái. Cắt luôn 3 trái. Dễ thương quá à. Trái bầu này dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Trái này bự nhất. Bầu này là bầu bầu hồ lô. Bầu hồ lô. Đó, dễ thương chưa? Hai trái bầu nhỏ nhỏ nè. Đó, trái bầu này bự. Đó, dễ thương quá à. Đó, dễ thương mọi người. Đó, trái bầu hồ lô nó mà màu này là màu màu xanh thạch. Dễ thương quá à. Hồi trước mình về Việt Nam đó, mình có thấy cái bầu hồ lô nhưng mà nó là màu xanh dương, rồi giống như nó có bông, có bông á, bầu bông bông á mọi người. Còn cái này là bầu bầu hồ lô nhưng mà nó màu xanh thạch, nó rất là dễ thương luôn á. Cái này là không nỡ ăn nè, đem vô để dành coi nha. Đem vô để dành mình trưng á, lên á mình coi nha. Trời ơi dễ thương quá. Một dây bầu được có 3 trái thôi mọi người. Nó ra cái nụ rất là nhiều luôn mà được có 3 trái thôi đó. Xong rồi chắc chết rồi đó, nó không giờ không thấy ra cái bông nào nữa chứ. Chắc hết rồi. 2 trái này thì bằng nhau luôn.